Sáng ngày 18 tháng 11, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bến Tre tổ chức họp mặt kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2021. Lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre đã đến chung vui và chúc mừng các nhà giáo. Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 là dịp để cả xã hội tri ân, tôn vinh những cống hiến của các thế hệ nhà giáo qua các thời kỳ. Trước khi vào nội dung chính của lễ kỷ niệm, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố cùng cán bộ công chức Phòng Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo quản lý các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở đã đến thắp hương tri ân tưởng nhớ công ơn các thế hệ nhà giáo tại đền Ân Sư Tiền Giảng. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, năm học 2021-2022, ngành giáo dục phải đối mặt với nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với quyết tâm vượt khó, tập thể cán bộ quản lý, thầy cô giáo và các em học sinh nỗ lực khắc phục khó khăn, từng bước thích ứng với thay đổi, từ giảng dạy trực tiếp sang hình thức trực tuyến, đa dạng các giải pháp giúp học sinh nắm vững kiến thức căn bản chương trình học, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch chương trình đã đề ra. Bí thư Thành ủy thành phố Bến Tre Nguyễn Văn Tuấn chia sẻ những khó khăn thách thức mà ngành giáo dục, thầy cô giáo và các em học sinh phải đối mặt trong năm học này, đồng thời nhấn mạnh lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố luôn quan tâm tạo điều kiện thuận lợi nhất để ngành giáo dục, thầy cô giáo và các em học sinh có được môi trường làm việc, học tập tốt nhất. Bí thư Thành ủy mong muốn thời gian tới, ngành giáo dục thành phố, tập thể giáo viên học sinh phát huy truyền thống, quyết tâm vượt khó từng bước nâng cao chất lượng giảng dạy học tập. Toàn ngành phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đổi mới công tác quản lý và giảng dạy theo hướng bảo đảm dân chủ, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số, quyết tâm hoàn thành mức cao nhất các chỉ tiêu nhiệm vụ ngành đã đề ra trong năm học